đó hả? Trên tầng 3. Quay các phòng của các cầu thủ. Có em không? Có. Có cái bẩn. Bẩn quá. Hôm phòng có hai anh em không? Toàn nữa đúng không? Toàn nữa. Em bây giờ là anh Hùng rồi. Có. Đâu quay thì đi vào anh ơi. Đừng vào phòng nhá. Em thật anh quay, nếu mà quay thì như phòng riêng cái phòng của đội Hải Phòng này chỉ có phòng em là đẹp nhất. Cứ đi vào. Không. Anh vào phòng thằng Hùng trước đi. Bạn đấy. Đây phòng xin giới thiệu bạn mang số danh 37. Giới thiệu anh Hùng. Em đưa đường qua phòng em. Đang vừa bộn lắm. Không đi vào đây. Thôi thì đi qua hành lang thôi, không vào các phòng các thủ nhá. Đi qua phòng các thủ thôi. Đi qua thôi. Mà mình sẽ review tất cả các phòng của các cầu thủ nhé. 36 chào anh em nhé. Có sạch không? Sạch đi vào nhé. Đấy. Đấy, đẹp trai chưa? Anh đang đi lượn một vòng, anh quay xuống. Thôi, không nó vào phòng nữa, để lượn qua. Đấy, chủ quan. Chủ quan sức khỏe. Chủ quan sức khỏe. Rồi đi tắm à? Tắm rồi, đi tắm luôn em ạ. Và làm sao không? Đấy. Xin phát cho xe luôn rồi. Xe ngồi, xe ngồi. Thế ý. Chào thế ý. Đi xuống. Hầu như trước đây. Mình xuống tầng 2 nào. Tầng 2 em có cầu thủ ở đây.